mệt quá. Chạy đi. Nào, tiếp tục đi. Ôi ông ơi. Hả? Đi nghỉ dưỡng mà sao lại phải dậy sớm thế này ạ? Như thế này thì có khác gì đi chạy lính đâu. Ôi giời ơi. Ở quê cháu đi dậy sớm đi cấy cũng không vất vả như này đâu ạ. Thôi, đừng có than thở nữa. Đi nghỉ này, không khí cảnh đẹp thế này, ngủ cho nó phí đi à, hả? Nhưng mà cháu cứ tưởng là được đi nghỉ dưỡng, chứ sao hóa ra lại phải đi hành xác thế này à? Mày tập thể dục tốt cho mọi người mà. Kêu ca nhiều ấy nhở? Rồi, nói nhiều quá, chạy tiếp. Nào, theo tôi, chạy. Nào. Ái rồi ôi. Ái rồi ôi. Ôi. Ai có phải là khẩu lệnh là ái rồi ôi đâu, chú Đôn, chú dám nào chị này? Chú có sao không? Ô này, sao ai lại để quên đồ chơi ở đây này nhở? Dù có để quên hay làm rơi hay là ném đi chăng nữa thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ, như thế này thì quá nguy hiểm luôn đấy. Thôi, mọi người không phải lo lắng nhiều như thế. Sơ thôi mà. Nào, đứng dậy. Nào, đỡ tôi. Nào. Cẩn thận ông nhá. Tiếp tục. Nào thôi nào. Chạy. Chạy đi. Nào. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhiều đồ ngon. Nào, chúc sức khỏe, chúc cuộc đi thành công. Nhìn cái đi ông ấy gấp này, nhưng chết đi được. Anh không ăn bây giờ nhá, ngày mai thế giới vẫn còn đủ thực phẩm để nuôi anh. Gấp như này cứ như là người ta ăn cướp không bằng. Chả biết cái gì cả. Đây là tôi đền đáp cái công lao của những anh đầu bếp. Thôi hiểu không? Ừ, anh ấy nấu những món ăn ngon như thế này, mình mà không ăn để động viên thì chắc anh ấy buồn. Trời ơi, lý do to hơn mục đích nha. Khéo khéo chồng lắm chị ạ. Mà thôi, cháu thấy chú đang rảnh lại còn thừa năng lượng, giúp cháu lấy một ít thức ăn mang lên trên kia cho mọi người cùng ăn. Rồi lấy sợ chắc. Để đấy, mọi người thấy không, mình chọn ở cái khu này là hết sức hợp lý, giá cả đây là rất là vừa phải đấy, không khí thì trong lành thoáng mát như thế này mà lại được một cái không gian riêng tư tha hồ thoải mái nhá. Vì thế mình hãy nâng cốc chúc mừng cho cái sự thông thái nhá. Rồi. Vào nâng cốc đi các cháu ơi. Vào đây nâng cốc cho sự thông thái của chúng mình. Nhanh lên. Nhanh lên. Ôi giời. Ôi nhiều đồ ăn ngon quá. Ăn thôi. Ôi giời mời quá nhỉ. Ăn thôi. Nóng hổi luôn. Thấm nước mũi. Cháu có ý kiến thế này ạ. Nhân thể là cái không khí của gia đình ta đang cao trào như thế này, hay là mình check in một kiểu mình phát Facebook đâu nhỉ? Là check in. Rồi, xong luôn. Chả mấy khi. Nào. Mọi người nhìn vào đây nhá. 1 2 3. À. Người nào? 2 3. Rồi. Nào. Tao sao mà uống hết đi, uống hết đi. Ôi đồ ăn ngon quá. Khang ơi. Dạ. Chị em mình xuống lấy thêm thức ăn đi. Dạ vâng. Cái này hết rồi mọi người ơi, để đến không? Cái gì? Là mấy con sò nhá. Rồi. Cho gọi. Rồi, nhanh nhanh. Đây. Vẫn được kìa, vẫn được kìa. Đi xuống lấy thêm đồ ăn. Này. Đi đâu ấy? Cháu xuống lấy đồ ăn à? Lấy đồ ăn hả? Bao nhiêu đồ ăn thế này, ăn còn không hết. Lấy làm gì lắm thế, lãng phí. Còn chưa kể đây này, đĩa này. Ăn xong này, để hết cả lên ghế nằm này, lên cái bồn hoa đẹp thế kia mà dám để dưới đất này. Các cô cậu làm ăn kiểu gì đấy hả? Dép gọn gàng vào. Cô ơi, mình cứ để đây thoải mái, vấn đề gì đâu. Lát người ta ra người ta dọn thì mình hết. Người ta là ai? Thì nhân viên ở đây nhỉ? Đúng rồi, nhân viên. Nha. Này, này. Ý thức thiếu. Này, này. Mặc dù ở đây có nhân viên phục vụ, nhưng mình là người văn minh lịch sự. Ở một cái khu văn minh lịch sự đẹp đẽ như thế này, bày bừa ra. Tất cả mọi người đã ở đây là phải có ý thức tập thể. Đúng. Chưa? Thôi. Bây giờ mỗi đứa một chân một tay. Dọn dẹp dọn đi. Rồi mình tiếp tục. Để nhá. Đâu mang đi ra. Nhanh lên. Dọn đi. Dọn hết ra ngoài kia. Mà không lấy thêm đồ ăn nữa đâu nhá. Ăn chỗ này là đủ rồi. Nào. Dọn nào. Đi còn gì nữa. Dọn đi. Ở đây là phải có ý thức. Biết rồi. Chẳng may chứ có phải là cố tình. Này, dọn xong rồi quay lại đây nhá. Vâng. Ăn hết chỗ thức ăn này đi. Thấy không? Bây giờ tuổi trẻ nó sướng nhỉ? Bao nhiêu thứ dịch vụ nó được hưởng. Mình ngày xưa chả có cái gì. Có hay nhỉ? Sao cứ hay so sánh khập khiễng thôi nhỉ? Ừ. Ngày xưa khác, bây giờ khác. Các ngày đây phải càng hiện đại lên chứ. Ở đây béo. Này, không tráng người mà cứ để thế mà vào bể bơi hả? Cái gì? Trở lên. Ra đây, nhanh. Mọi người ơi, ở đây đẹp
này thì chụp cho em một bộ ảnh up Facebook cho bạn phút người chụp ảnh đẹp lắm anh ạ. Đi ra góc kia chụp tiếp đi. Này ai cho phép để đây hả? Đồ đạc phải vứt đúng nơi quy định nhé, để gọn gàng vào, đừng có để ảnh hưởng với mọi người xung quanh, nhất trí ạ? Nhớ chưa? Đúng rồi đấy, người trẻ là phải biết giữ gìn vệ sinh chung chứ, cả một cái nơi đẹp như thế này vứt rác ở đấy. Thế là không được cô chú nhỉ? Đi vào bể đi. Thôi đi vào. Đấy, mặt trời lặn là nó cứ nhuộm mây đỏ mối luôn. Đó, mấy cái nhanh lên. Đúng rồi, bà anh này. Sao thế này? Ô, cháu bé làm sao thế hả chị? Dạ, bé lỡ dập cốt lên đồ chơi của bé. Sao đi bé? Sao đâu ạ? Thế à? Đấm vào cái đồ chơi. Không sao không? Dạ, không sao ạ. Không sao là tốt rồi. Nhưng tôi thiết nghĩ đồ chơi của bé hay rác rưởi hay là bất kể thứ gì ấy, nếu bạn là rác thì phải để đúng nơi đúng chỗ, đặc biệt đồ chơi này dẫm vào rất là nguy hiểm nhá. Thôi, chào cả nhà. Cả nhà mình đi dạo đấy à? Dạ, cô vừa nói rất đúng ạ. Chúng cháu đã cố gắng hết sức để giữ gìn cho cảnh quan của Vinpearl luôn xanh sạch đẹp như thế này. Thế nhưng mà cũng cần phải có sự chung tay của du khách thì cảnh quan nơi đây mới luôn được như thế này ạ. Anh nhà thơ nói quá chuẩn. Cái này nó phụ thuộc vào ý thức của tất cả mọi người. Nào, bây giờ chúng ta phải cùng chung tay nhau làm sạch môi trường biển, đúng không? Điều đó tùy thuộc hành động của bạn, chỉ thuộc vào bạn mà thôi. Nào, chúng ta cùng nhau nhặt rác.